về hưu. Nếu không có lấy một người bạn, hãy nghĩ ngay đến hai điều này. Xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Gẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, bạn bè là những người đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Dù là ở độ tuổi nào thì cũng cần có những người bạn. Mặc dù không thể ở bên nhau thường xuyên, thế nhưng vẫn có thể hỗ trợ nhau, đồng hành cùng nhau qua những vui buồn của cuộc sống. Dẫu vậy, càng có tuổi thì số lượng bạn cũng sẽ dần ít đi. Thậm chí nghiệt ngã hơn nữa là có một số người phát hiện ra bản thân già đi lại chẳng còn có nổi một hai người bạn bên cạnh mình nữa. Vậy nếu trong trường hợp đó, quý vị sẽ làm gì đây? Liệu có nên cảm thấy bất hạnh, đau khổ vì cô đơn hay không? Không nên quý vị ạ. Cho dù cảm thấy mình bất hạnh thì quý vị có thể thay đổi cách nghĩ chỉ với hai điều sau đây. Chắc chắn cuộc sống về già của quý vị cũng có sự thay đổi. Vậy đó là hai điều gì? Mời quý vị cùng ngẫm Sự Đời lắng nghe trong video ngày hôm nay nhé. Điều đầu tiên đó là xem sự cô đơn đó là do mình đã nhìn thấu sự phức tạp của cảm xúc con người và bản chất con người và mình hiểu điều đó. Quý vị ơi, có phải thời còn trẻ, phần lớn quý vị đều đối xử chân thành với mọi người, đều hết lòng trả giá cho một số người và đều tin tưởng người khác một cách không dè dặt. Nhưng kết quả thì sao? Sự thật rằng chúng ta không những không nhận được phản hồi tương ứng mà còn bị tổn thương và bị đối phương lợi dụng. Để rồi nhìn thấu sự phức tạp và thực tế của bản chất con người, không bao giờ dám dễ dàng trao đi tấm chân tình, đúng không quý vị? Ngoài ra, có một điểm thực tế hơn là mọi người sẽ đối xử với quý vị khác đi, dù quý vị có làm tốt hay không, có tiền hay không. Tục ngữ nói, nghèo ở phố không ai hỏi, giàu ở núi có họ hàng xa. Khi quý vị giàu có, quý vị sẽ thấy rằng những người thân hoặc bạn bè trước đó thường không liên lạc với nhau, đột nhiên tăng lên. Họ liên tục đến thăm quý vị, rồi họ còn cố gắng đến gần với quý vị hơn. Và sau một thời gian, họ nhờ quý vị giúp đỡ. Mục đích họ tiếp cận quý vị rất dễ để nhận ra. Đó chính là để lấy lòng và lợi dụng quý vị mà thôi. Cho nên một ngày nào đó, chẳng may quý vị ngã xuống, không còn giá trị sử dụng, họ sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, như thể sự nhiệt tình, nịnh hót mà họ từng đối xử với quý vị vào năm xưa là chuyện của kiếp trước, coi như là mơ. Trên thực tế, đây là bản chất con người, cũng không thể trách đời được, chỉ là quý vị có chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng đối mặt với những chuyện như thế hay không mà thôi. Khi quý vị có thể nhìn thấu sự ấm áp và lạnh nhạt của những mối quan hệ con người này, quý vị sẽ không còn kỳ vọng quá cao vào các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau nữa. So với việc cho đi một cách mù quáng, quý vị thà không có một người bạn nào, để ít nhất quý vị có thể tự tin và ngẩng cao đầu để sống một cuộc sống trong sạch và an toàn, quý vị ạ. Điều thứ hai, đó là sự cô đơn, cũng có nghĩa là quý vị đã tìm được trọng tâm của cuộc sống, biết sống cho mình tỉnh táo. Dù là người thân hay bạn bè, nếu không thể so tấm lòng với người, thì dù có trả giá bao nhiêu cũng vô nghĩa, ngược lại chỉ chuốc lấy đau khổ và tổn thương cho bản thân. Ngẫm Sự Đời tin là quý vị nào ở đây cũng nhận ra, nhưng thật khó để chấp nhận, đúng không ạ? Sau đó, nhiều người nhìn thấu bản chất của giao tiếp giữa các cá nhân và bản chất phức tạp và thực tế của con người, và họ sẽ chọn một thái độ tự nhiên để đối phó với nó. Giao tiếp được thì giao tiếp, không giao tiếp được cũng không sao. Dù sao thì những mối quan hệ bên ngoài này cũng chỉ là một lớp kem mà thôi. Sau tất cả, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sống tốt cho chính mình, chứ không phải sống mà chỉ để làm hài lòng bất cứ ai khác đâu quý vị ạ. Khi nhiều người hiểu được điểm này, họ sẽ dồn hết suy nghĩ và sức lực cho bản thân. Khi tìm được trọng tâm của cuộc sống, biết cách sống cho mình, họ sẽ cảm thấy thế giới trong sạch và càng sống càng dễ dàng. Sau khi nghỉ hưu, nếu quý vị thấy mình không có bạn bè, đừng vì điều này mà chối bỏ bản thân, cảm thấy mình thất bại trong cuộc sống. Ngược lại, nó cho thấy rằng bạn đã hiểu nó. Một người đến và đi một mình trong đời là chuyện bình thường.
đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Để làm gì quý vị ơi? Chúng ta chỉ cần là chính mình để trở nên tuyệt vời. Còn những người khác thì tùy duyên. Duyên đến thì trân trọng, duyên đi thì buông bỏ. Sống an nhàn, tự tại, đó mới là trí tuệ chân chính. Dẫu biết rằng để vượt qua được sự cô đơn của tuổi già là điều khó khăn, nhưng không phải là không thể quý vị ạ. Ngẫm sự đời mong rằng quý vị sẽ có một tuổi già luôn vui vẻ, an yên và thảnh thơi quý vị nhé. Quý vị thân mến, Khổng Tử đã từng nói, chi lan sống nơi rừng sâu, không bời không người biết đến mà không thơm. Người quân tử tu đạo, lập đức, không bởi bần cùng mà thay đổi tiết hạnh. Cuộc đời thanh đạm là một loại hưởng thụ yên tĩnh, thong dong, sống trong cảnh giới thoát tục mà lại chứa đựng trí tuệ vô cùng, vô tận. Đó chính là trí tuệ tích lũy từng ngày, thông tuệ tàng chứa ở tâm. Quý vị cũng muốn có một cuộc sống như thế đúng không nào? Nhưng con người sống chính là bôn ba vì vận mệnh, mệt mỏi vì cuộc sống, vì truy cầu danh lợi mà sau đó tính toán. Cho nên người vui lòng với cảnh tịch mịch đạm bạc danh lợi thì rất ít. Nội hàm 6 chữ sau đây thực sự là một phong thái sống ung dung, tự tại, không mê mờ. Đó là những chữ gì? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong phần tiếp theo của video nhé. Chữ thứ nhất, khổ. Người khổ tâm trời chẳng phụ. Quý vị chắc cũng nghe câu này rồi đúng không ạ? Đời Xuân Thu, hai nước Ngô và Việt đánh nhau. Sau trận đại bại tại Cối Kê, vua Việt là Câu Tiễn phải mình trần chạy sang lạy vua Ngô là Phù Sai xin hàng. Ngô Vương bắt vợ chồng Câu Tiễn phải sang Ngô làm con tin. Có quan tướng quốc là Phạm Lái theo hầu, cả ba đều bị giam trong ngục đá. Hàng ngày vợ chồng Câu Tiễn và Phạm Lái phải cắt cỏ, hốt phân ngựa, gánh nước, rửa dọn chuồng ngựa, kiếm củi, nấu cơm. Suốt thời gian 3 năm, chúa tôi sống một cách vô cùng vất vả cực nhọc, nhưng vẫn bền chí đợi thời. Một hôm vua Ngô đau, Câu Tiễn nghe theo lời của Phạm Lãi là chịu nếm phân của vua Ngô để được vua Ngô tin kẻ hàng giữ dạ trung thành. Nhờ đó mà cả ba được phóng thích về nước. Được trở về cố quốc, nhớ đến nỗi thất bại, nhục nhã và bị giam cầm làm nô lệ, Câu Tiễn liền gắng công xây dựng đất nước, chờ đợi thời cơ để rửa hận. Câu Tiễn tôn hiền, đãi sĩ, kính người già, thương kẻ nghèo, đối xử chăm họ như anh em, nên được mọi người mến phục. Đến mùa làm ruộng, Câu Tiễn cũng vác cày, đi cày. Vương Phi Câu Tiễn cũng chăm việc dệt cười. Cùng đám dân chia sự lao khổ, ăn mặc rất tiết kiệm. Câu Tiễn cố sức chăm chỉ, làm việc suốt ngày đêm. Khi nào buồn ngủ thì lấy cỏ lục, rau răm, xoa vào mắt, cho cay làm mắt phải mờ. Chân lạnh muốn co thì dầm nước lạnh, mùa đông lạnh thì ôm giá, mùa hè nóng nực thì ngồi bên lửa, bỏ cả giường nệm, lấy gai lấy củi lót nằm. Quả thật luôn luôn treo ở chỗ ngồi, chỗ nằm, thỉnh thoảng lại nếm một ít như để nhắc lại nỗi tủi nhục khổ đau. Cuối cùng nước Việt báo được thù, thông tính nước Ngô, vua Ngô tự tử. Bảo kiếm sắc bén do mài giũa mà thành, hoa mai thơm dịu do chịu khổ trong giá lạnh. Đời người muôn vị, khó nói nhất là khổ cực đắng cay, khó chịu đựng nhất cũng là cực khổ. Cuộc đời thường không như ý, bôn tẩu trốn hồng trần, cần dùi mài rèn giũa. Quý vị ơi, có ai sống trên đời mà tự tin rằng mình chẳng bước ra từ khổ cực? Ai dám nói mình chưa biết vị khổ đau? Ai cũng sẽ khổ một chập, nhưng sẽ không khổ cả đời. Quý vị đừng lo lắng, bởi không ai sống trên đời mà có thể tránh được khổ ai. Lửa thử vàng, săn ăn thử sức. Có khổ lao mới có thể cứng cáp trưởng thành. Con người chịu khổ một trận, nhưng chẳng ai chịu khổ cả đời. Nên nhớ, người khổ tâm, trời chẳng phụ. Sống nhân hậu, ngay thẳng, sẽ có ngày khổ tận cam lai, chạm đến hạnh phúc và bình an thực sự. Đừng vì khổ mà than vãn, oán trời trách người. Đừng vì khổ mà được cho mình cái quyền được ác, bằng không sẽ chẳng thể quay đầu là bờ. Đối diện với cái khổ, quý vị đừng xem nó nặng quá. 360 thoi đưa, gươm, xương, dao gió, những chờ đâu đây? Nếu không đời người chỉ là một đống hoang tàn.
Quý vị cũng đừng nên phóng đại cái khổ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nếu không, đời người chỉ là một miếng ngói vụn. Cũng đừng xem khổ đau như vận rủi, miệng ngậm hoàn liên, vị thuốc đông y, hát vang khúc hát núi rừng, tìm kiếm niềm vui trong bể khổ. Đời người vốn dĩ buồn vui song hành cùng nhau, quý vị ạ. Chữ thứ hai, nhẫn. Trong chữ nhẫn có một lưỡi dao, viết thư ngàn dặm bởi tường cao, nhưng bát thước đất hại gì sao? Đại học sĩ Trương Điện Anh, đời Thanh, khi làm quan ở Kinh Thành, một hôm ông nhận được phong thư của gia đình. Sau khi xem thư, ông hiểu rõ nguyên do sự tình. Thì ra, người hàng xóm xây bức tường có lấn ra ngoài 3 thước, khoảng 1 mét. Nhưng người nhà Trương Điện Anh không chịu nhường. Sau đó, hai bên tranh chấp mãi. Bất lực, người nhà mới viết thư cho Trương Điện Anh, hy vọng mượn thế lực của ông để dọa hàng xóm, để anh ta dừng chiếm đất xây tường. Trương Điện Anh lập tức viết thư trả lời rằng: viết thư ngàn dặm bởi tường cao, nhường 3 thước đất hại gì sao? Vạn lý trường thành nay còn đó, thủy hoàng năm ấy giờ nơi nào? Người nhà nhận được thư lập tức nghe theo ý Trương Điện Anh, nhường cho hàng xóm 3 thước đất. Sau khi hàng xóm biết được việc này, anh ta hối hận sâu sắc, cũng chủ động nhường ra 3 thước đất, thế là thành một cái ngõ nổi tiếng có tên ngõ 6 thước. Quý vị thấy đấy, trời chẳng phụ lòng ai, người có tấm lòng rộng mở, ôm chí lớn mới biết nhẫn, mới buông bỏ được những phân tranh vô vị trước mắt. Người có tầm nhìn rộng lớn cao xa mới có thể nhẫn để thưởng thức ánh sao sáng mỹ lệ trên bầu trời. Quý vị hãy nhớ rằng nhẫn không phải là hèn nhát, càng không phải là vô dụng. Nhẫn là sức mạnh, là tư tưởng, là từ bi và là trí tuệ. Chẳng thế mà các cụ ta mới nói, nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, biến can qua chiến tranh thành bạch ngọc, mở miệng cười tan cuộc oán thù. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trong bụng không ôm giữ chuyện gì, vậy nên trong lòng không có áp lực, ăn được ngon miệng, ngủ được yên giấc, thân thể khỏe mạnh, đời người hạnh phúc là nhờ vậy. Chữ thứ ba, thiện. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, thử thách ra sao, thì quý vị cũng đừng luôn phải nhắc nhở mình phải là một người lương thiện, bởi vì người lương thiện được dài lâu. Làm việc thiện cho người, suy cho cùng chính là làm việc thiện cho mình. Có một người nông dân trồng ngô, hàng năm ông đều thu hoạch được rất nhiều ngô. Ông cho rằng hạt giống của ông rất tốt nên đã chia sẻ cho những người nông dân khác. Có người hỏi ông tại sao tốt bụng hào phóng như vậy? Ông nói, tôi đối xử tốt với người khác, thực ra cũng chính là đối xử tốt với chính mình. Gió thổi phấn hoa sẽ bay khắp nơi. Nếu hàng xóm gieo trồng hạt giống kém chất lượng, thì quá trình thụ phấn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi. Vì thế tôi rất vui khi được cùng các bạn nông dân của mình gieo trồng cùng một loại hạt giống chất lượng cao. Quý vị thấy đấy, chỉ có tâm địa thuần khiết đối với người khác, không có ác ý, thì mới có thể bảo trì được cái tâm lương thiện. Tâm thiện thì lời nói cử chỉ cũng thiện, mới khiến thân tâm thu được lợi ích, cuối cùng đắc được thiện báo. Thế nên quý vị ơi, cứ vui vẻ đối xử tốt với cuộc sống, thiện đãi người khác, thiện đãi bản thân mình. Cứ mỉm cười, dụng tâm, sống tốt mỗi ngày. Có lẽ đó chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chữ thứ tư, hòa. Quý vị ạ, người ta có câu thiên thời, địa lợi nhân hòa, thiên địa hòa, vạn vật sinh. Trăng thu giải ánh sáng vàng, mặt hồ phẳng lặng ánh quang sáng ngời. Truyền kể rằng, Lạn Tương Như đi xứ nước Tần, giữ được quốc thể, lập công lớn. Triệu Huệ Văn Vương hết sức tín nhiệm Lạn Tương Như, phong làm thượng khanh, địa vị cao hơn đại tướng Liêm Pha. Liêm Pha không phục, nói với các môn khách, ta là đại tướng của Triệu, lập bao công lao trên chiến trường. Lạn Tương Như thì có gì ghê gớm, chỉ dựa vào 3 tấc lưỡi mà lại vượt lên đầu ta. Nếu ta gặp hắn, ta sẽ cho hắn biết tay. Chuyện đến tai Lạn Tương Như, ông liền cáo bệnh không vào triều. Một hôm, Lạn Tương Như có việc, cùng môn khách ngồi xe đi ra ngoài. Từ xa, thấy có xe ngựa của Liêm Pha đi tới.
Lặn Tưng Như vội bảo người đánh xe rẽ vào một ngõ hẻm để tránh đường. Việc đó khiến các môn khách của Lặn Tưng Như rất bực bội, cho rằng Lặn Tưng Như hèn nhát. Lặn Tưng Như hỏi họ: "Các ông xem, giữa tướng quân Liêm Pha và Tần Vương thì ai có thế lực lớn hơn?" Mọi người đều nói: "Tất nhiên là Tần Vương có thế lực lớn hơn." Lặn Tưng Như nói: "Đúng như vậy, chư hầu trong thiên hạ đều sợ Tần Vương, thế mà ta dám mắng thẳng vào mặt Tần Vương, thế thì sao ta lại sợ tướng quân Liêm Pha? Ta chỉ nghĩ rằng nước Tần lớn mạnh không dám xâm phạm nước Triệu, bởi vì có ta và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai người chúng ta bất hòa, nước Tần biết tin sẽ nhân cơ hội lại xâm phạm nước Triệu. Chính vì điều đó mà ta phải nhún nhường." Có người kể lại cho Liêm Pha. Liêm Pha rất hổ thẹn, liền để mình trần, mang roi gai trên lưng tới nhà Lặn Tưng Như nhận tội. Ông nói với Lặn Tưng Như: "Tôi là một kẻ lỗ mãng thiển cận, bụng dạ hẹp hòi, lại được ngài rộng lượng như vậy, tôi rất lấy làm hổ thẹn, xin tình nguyện chịu sự trách phạt của ngài." Lặn Tưng Như vội đỡ Liêm Pha dậy, nói: "Hai chúng ta đều là đại thần của nước Triệu, tướng quân đã hiểu ra, tôi vô cùng cảm kích, đâu dám nhận lễ của tướng quân nữa." Hai người đều cảm động rơi nước mắt, từ đó họ trở thành bạn bè thân thiết. Nhân san hòa vi quý, xa hòa vạn sự hưng. Hòa nhã với chính mình, xem nhẹ danh lợi, lòng an ổn, hòa thuận với người, chân thành với nhau, tình cảm tự nhiên sâu đậm, vợ chồng hòa thuận với nhau, trọng nhau như khách, thật êm ấm. Cả nhà hòa thuận, trên dưới hưng vượng, phúc không vơi. Người trong thiên hạ hòa thuận với nhau, phúc lành, may mắn khắp trời đất. Nhân san hòa phi quý, hoàng thổ thành vàng kim. Lòng ôm chữ hòa đi đây đó, một đường đâu đâu cũng là người thân thiết. Chữ thứ năm là: con người ta xem trọng cuộc sống thế tục, thiết nghĩ không có loài vật nào trên thế gian này có thể vui sống như con người vậy. Ấy thế mà dường như con người lại không nhận ra điều đó đâu quý vị ạ. Người xưa thì cư ngụ ở nơi khe suối rừng tre, cầm kỳ thư họa, uống rượu ngâm thơ, du ngoạn thì dạo chơi nơi danh lam thắng cảnh, đứng trên đỉnh núi cao ngắm nhìn cảnh vật, viếng thăm bạn bè, tình cảm bền lâu. Trong những hoạt động không chút dính dáng gì đến công lợi kia, niềm vui luôn đi cùng với cuộc sống. Những ngày tháng hạnh phúc này là một trong những lý do quan trọng giúp người xưa có được niềm vui với cuộc sống. Cuộc sống của người thời nay luôn căng thẳng, bận rộn rất nhiều so với người xưa. Thiết nghĩ tâm pháp vui sống của người xưa rất cần cho chúng ta học tập vậy. Chữ thứ sáu, động. Động thì dưỡng thân, sinh mệnh nằm ở sự vận động. Nhưng quý vị thấy đấy, con người ta bây giờ càng lúc càng lười vận động. Quý vị nghe câu, nước chảy thì không thối, bàn lề cửa quay thì không mọt. Đời người cần phải bảo trì động thái, không nhất thiết yên phận với hiện trạng. Thay vì chịu nhục khiến cho linh hồn chết đi, chi bằng phấn chấn tinh thần mà vẫy vùng một phen. Nghèo quá thì phải thay đổi, con người đi về nơi cao, nước thì chảy xuống chỗ trũng. Thay đổi lối sống không tốt của bản thân, có dũng khí bước ra khỏi cái lồng quen thuộc, tìm kiếm bến đỗ mới. Bến đỗ mới cũng có nghĩa là một sự bắt đầu mới. Chữ thứ bảy, tĩnh. Dưỡng tâm cần phải tĩnh. Tĩnh có thể sản sinh ra trí tuệ. Quý vị ạ, tĩnh không phải là loại thận trọng dè dặt, mặt không để lộ vui buồn, cũng không phải là bụng dạ không để lộ tài năng. Tĩnh thật sự là sống có mục tiêu, có theo đuổi. Vì để thực hiện mục tiêu đời người mà mình đề ra, kiên định không dao động, mà làm việc nghĩa không mảy may chùn bước. Tĩnh thật sự là buông bỏ cái tâm sốc nổi, đứng núi này trông núi nọ, không theo đuổi những ảo tưởng hư vô mờ mịt, không chút thực tế kia. Lòng không có tạp niệm, dưới sự mê hoặc của thanh sắc, không bởi một niệm sai lệch của bản thân mà hối hận cả đời. Chữ thứ 8, giản. Người xưa sống theo đuổi một chữ giản, một ly trà xanh, một chiếc cổ cầm, đạp tuyết tìm mai, lắng nghe tiếng lá xào xạc theo gió. Đời người ưu nhã giản đơn, tránh được hào nhoáng phù phiếm bề mặt, ngôi nhà trang nhã không cần lớn, hoa thơm không ở con số nhiều,
ung dung không cần phải vội, tự nhiên mà không ngượng ngùng, thận trọng mà không nóng nảy, điềm đạm mà không tầm thường. Người sống ở đời chỉ cầu một chữ giản, một ít hương vị ngọt dịu, một tiếng tim đập nhẹ nhàng, một phần chân tình ấm áp, một giấc mộng đẹp sẽ không khiến người xem si mê, sẽ không khiến người ngắm chìm sâu, càng sẽ không khiến cho người yêu cuồng dại. Mọi thứ theo đợt tự nhiên thoát tục đều chìm trong ý cảnh u nhã đẹp đẽ. Qua tuổi 50, dù nghèo đến mấy cũng phải chuẩn bị năm chỗ dựa này. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, đến khi về già, quý vị có hình dung ra được chính mình sẽ như thế nào hay chưa ạ? Thật khó để nói trước bất cứ điều gì, thế nhưng Ngẫm Sự Đời tin là ai mà chẳng muốn mình sẽ có những ngày tháng an yên nhất, vui vẻ nhất, đúng không ạ? Thế nhưng cuộc đời mà, sóng gió thì vẫn luôn hiện hữu và có thể tìm đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy liệu đâu là chỗ dựa vững chắc nhất để chúng ta có thể dựa vào đây, quý vị ơi? Con cái ư? Rồi chúng cũng phải có gia đình riêng của mình thôi, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cha mẹ mãi được. Tiền bạc, vật chất ư? Nhưng không có sức khỏe thì nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, quý vị nhỉ? Thực tế thì chỉ có năm chỗ dựa sau đây mới là đảm bảo nhất mà thôi. Ai cũng nên lắng nghe để chuẩn bị cho mình ngay từ bây giờ. Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, đó là có điều kiện sức khỏe, thể chất và tinh thần. Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng điều mà Ngẫm Sự Đời lo nhất đó chính là ngoài 50 tuổi mà không có sức khỏe. Lúc này mới thấm thía là dù có nhiều tiền đến mấy mà ốm đau, bệnh tật thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thông thường, khi quý vị ở độ tuổi ngũ tuần, con cái gần như ở tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống của riêng mình. Sau nhiều năm đi làm, quý vị có thể tích lũy được khoản tiền làm chỗ dựa về già hay để hỗ trợ con cái khi chúng kết hôn. Dù quý vị có thể gặp gỡ, giao lưu bạn bè hay là đi du lịch bốn phương. Nhưng để làm được những thứ này thì quan trọng nhất vẫn là phải có sức khỏe đã, quý vị ạ. Một khi không có sức khỏe, đôi chân trói chặt trên giường bệnh thì có muốn điều gì cũng chẳng thể làm được. Bước qua tuổi 50, thể trạng của nhiều người sẽ giảm sút, chẳng hạn xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi quý vị ở độ tuổi 20 hay 30. Tuy nhiên, những điều này vẫn có thể khắc phục nếu quý vị biết chăm sóc, biết để tâm đến sức khỏe của bản thân mình. Mà không chỉ sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần cũng cần được chăm chút. Ngẫm Sự Đời thấy có nhiều người già cứ suốt ngày sống trong ủ rũ, mệt mỏi. Có người thì suốt ngày mang gương mặt u ám, nhăn nhó, bực tức ra ngoài. Nhưng như thế, liệu cuộc sống có thoải mái, dễ chịu hơn được không quý vị? Thay vì chán nản với sự rảnh rỗi của tuổi già, tại sao mình không thử làm cho cuộc sống hấp dẫn hơn, đặc sắc hơn quý vị nhỉ? Quý vị có thể khiến bản thân bận rộn hơn bằng cách dành nhiều thời gian tập thể dục thể thao, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí và có chế độ ăn uống lành mạnh. Những hoạt động này tác động tích cực đến cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần đấy, quý vị ạ. Mong quý vị có thể nhớ rằng, dù quý vị có giàu có, địa vị hay con cái, sức khỏe luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để tận hưởng hạnh phúc, quý vị nhé. Chỗ dựa thứ hai chính là mối quan hệ với những người xung quanh. Quý vị có công nhận là nhiều khi mình chỉ sống để cố làm hài lòng những người lạ, người ngoài. Vậy mà với những người mình thân thiết, mình yêu thương thì mình lại dễ dàng làm tổn thương họ không ạ? Quả thực, đi qua nửa cuộc đời, quý vị nên cố gắng đầu tư thời gian cho những người thân yêu của mình. Điều này có thể mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, đồng thời tạo ra các mối liên kết đặc biệt giữa bạn
và những người thân xung quanh. Chẳng hạn, khi con cái trưởng thành, bận rộn với sự nghiệp và cuộc sống riêng, chúng không thể đồng hành cùng quý vị mọi lúc được, đúng không nào? Vậy thì khi đó, vợ chồng là người luôn bên cạnh quý vị, cùng quý vị trò chuyện và làm mọi thứ. Điều người ta sợ nhất là sự cô đơn, không có bạn đời thì cuộc sống sẽ mất đi một nửa màu sắc. Vì vậy, hãy trân trọng người bạn đời của mình. Và còn một điều nữa quý vị ơi, ở giai đoạn này, cho dù quý vị vẫn đi làm hay đã nghỉ hưu, việc duy trì sự liên kết, mối quan hệ với bạn bè là điều cần thiết. Chúng ta đang sống trong thế giới năng động, nơi quan điểm về cuộc sống thường ngày có thể bị thay đổi theo trải nghiệm của chúng ta. Việc gặp gỡ, giao lưu với những người mới có thể giúp quý vị có được những quan điểm mới về cuộc sống, mang lại những trải nghiệm mới và tuyệt vời, giúp cuộc sống sau tuổi 50 trở nên thú vị và bổ ích hơn rất nhiều đấy quý vị ạ. Chỗ dựa thứ ba, đó chính là có một nơi để ở. Có nhiều người mà ngấm sự đời biết, tuổi trẻ phiêu bạt khắp nơi, cứ đùa vui rằng đâu đâu cũng là nhà. Những tưởng người như thế về già phải hạnh phúc lắm. Ấy vậy mà, đến khi già, đến một chỗ che nắng che mưa cũng chẳng có, sống cùng con cái mà lòng chẳng hề thoải mái chút nào. Có người đã nói với ngấm sự đời là gia đình là nơi trú ẩn an toàn. Chúng ta chỉ có thể thật sự thoải mái và hạnh phúc khi có một gia đình. Nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc, là nơi ta xây dựng một cuộc sống yên bình. Có nhà, tâm trí và thể xác của chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy, dù có gặp phải phiền toái hay sầu não gì ở ngoài xã hội, chỉ cần về đến nhà, cả tâm trí lẫn cơ thể đều có thể thanh thản hơn. Khi về già, điều con người cần hơn cả là có một mái ấm của chính mình. Của chính mình ở đây không phải là sống chung với con cháu, bởi người lớn tuổi thì bao giờ cũng có thói quen, lối sống khác với thế hệ trẻ mà. Cực chẳng đã thì mới phải sống chung thôi, bởi nếu ở chung với gia đình con cháu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí nếu không có một mái nhà để che gió che mưa thì lại càng khó khăn hơn. Nếu quý vị muốn tìm được sự an yên khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, cách tốt nhất vẫn là phải có nơi ở của riêng mình. Chỗ dựa thứ tư, đó là có khoản tiền dự trữ. Quý vị ơi, có nhiều người vẫn luôn nói rằng tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này. Ừ thì cũng đúng, nhưng chỉ là không quan trọng nhất thôi, chứ tiền vẫn rất cần và là thứ phải có trong cuộc sống này, nhất là khi về già quý vị ạ. Rất nhiều người ngoài 50 tuổi mà ngấm sự đời gặp đều có nỗi trăn trở là không có đủ tiền để sống tốt về sau. Quý vị càng sớm bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, bạn càng có nhiều tiền dành dụm cho tuổi già. Sau khi một người bước qua độ tuổi 50, khả năng tạo ra giá trị sẽ ngày càng thấp. Nếu không có tiền tiết kiệm, họ sẽ khó có thể xoay sở trước các vấn đề trong tương lai như sức khỏe hay lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch. Tháng trước, khu của chúng tôi đổi bảo vệ, chú bảo vệ mới tên C, năm nay 57 tuổi. Chú C là người thật thà, làm việc nghiêm túc. Tôi thì vẫn nghĩ là chú ấy đi làm vì mưu sinh. Tuần trước có cơ hội được ngồi lại với nhau nói chuyện, chú C nói ở nhà chán quá nên ra ngoài làm bảo vệ. Thì ra khi còn trẻ, chú C từng làm ở một nhà máy điện, mua được 2 căn nhà, tiền tiết kiệm cũng được mấy trăm triệu. Hiện tại anh ấy đã nghỉ hưu, ở nhà chán quá, cũng buồn chân buồn tay nên ra ngoài làm bảo vệ cho vui, cho có người nói chuyện. Vậy mới thấy, dù thế nào, sự chuẩn bị là chẳng bao giờ thừa thãi, quý vị nhỉ? Bước vào tuổi 50, muốn sống sung sướng, phải có tiền.
Có tiền không phải là để khoe mẽ, mà là để có cảm giác an toàn. 50. Tâm an là phúc, không phải lo lắng mình không có tiền, không phải lo lắng chẳng may mất việc, không phải lo lắng chuyện nghỉ hưu, không phải sống dựa dẫm vào ai cả, quý vị ạ. Do đó, khi chuẩn bị bước đến tuổi 50, quý vị nhất định cần suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề này và chuẩn bị những gì cần thiết để có thể tận hưởng tuổi già trong hạnh phúc. Càng tiếp xúc với nhiều người, ngẫm sự đời nhận ra, con người càng có nhiều tiền tiết kiệm, về già càng đáng tiền. Con cái khi ấy muốn hiếu thuận với bạn, chỉ cần ở bên bạn là được rồi. Không cần phải tiêu tiền này tiền nọ, áp lực kinh tế cho chúng cũng nhỏ bớt đi. Kiếm tiền phải tranh thủ mà làm sớm, tiết kiệm tiền cũng vậy. Có tài khoản tiết kiệm, có chỗ dựa rồi, về già mới càng viên mãn, hạnh phúc và tự tại. Quý vị hãy nhớ điều này quý vị nhé. Chỗ dựa thứ 5, đó là có sự đồng hành từ người gần gũi nhất. Bố mẹ là những người quan trọng, con cái cũng là người quan trọng, nhưng người quan trọng nhất vẫn là người bạn đời của mình quý vị ạ. Bởi vì họ mới chính là người cùng ta đi đến cuối cuộc đời, đồng hành cùng mình trải qua những niềm vui, nỗi buồn, cả thành công và thất bại. Họ cũng là người chứng kiến mình già đi theo năm tháng. Trên đường đời sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời của chúng ta. Họ trở thành điểm nhấn hoặc là gia vị, giúp cuộc sống trở nên muôn màu, muôn vẻ hơn. Tuy nhiên, hầu hết những người chúng ta gặp gỡ trong đời đều chỉ đi cùng một đoạn đường mà không ở lại dài lâu. Chỉ có bạn đời mới là người sát cánh và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất. Chính vì vậy, quý vị ơi, khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, có được sự đồng hành từ người bạn đời, tri âm tri kỷ mới là điều quan trọng nhất. Không phải tự nhiên mà những người đã kết hôn còn được gọi là bạn đời. Bởi khi đó, họ không chỉ bên nhau như những người yêu, mà còn giữ vai trò là người bạn cùng gắn bó tới giây phút cuối cùng của cuộc đời. Có được sự đồng hành như vậy, nghĩa là khi về già, có người bên cạnh để cùng chia sẻ, biết lạnh, biết nóng, biết hàn huyên tâm sự. Quan trọng nhất là có thể xua tan sự cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Thế nên, dù có thế nào, nhất định cũng phải trân trọng bạn đời của mình, quý vị nhé. Quý vị ơi, như vậy là ngấm sự đời đã vừa chia sẻ với quý vị về 5 chỗ dựa an toàn nhất, vững chắc nhất của tuổi già. Mong rằng quý vị có thể xây dựng và bồi đắp những chỗ dựa ấy ngay từ lúc này để về già không có gì phải hối tiếc hay áy náy, quý vị nhé. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của ngấm sự đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.